mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục pháp luật và đời sống trong chương trình hôm nay chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây tiết mục giới thiệu văn bản pháp luật chúng tôi giới thiệu nội dung chỉ thị 04 của chủ tịch ủy ban dân tỉnh bạc liêu về quản lý vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tiếp đến như thường lệ là tiết mục trả lời thư của bạn xem đài sau cùng có phát biểu trả lời của luật sư lê hải lâm bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua tình hình tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo diễn biến phức tạp. Để tăng cường công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, ngày 23 tháng 10 năm 2023, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh đã ban hành chỉ thị 04. Theo đó, các sở ban ngành cấp tỉnh, chính quyền các cấp xác định rõ chỉ trí, vai trò tầm quan trọng của công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên phải thực hiện mọi lúc, mọi địa bàn, có trọng tâm, trọng điểm, lấy chủ động phòng ngừa là chính, tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, gắn với tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật tăng cường tuyên truyền giáo dục kiến thức pháp luật về quản lý sử dụng vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ sâu rộng trong nhân dân phát huy vai trò người dân trong việc bảo vệ chính mình và người thân trong gia đình từ đó có ý thức trách nhiệm bảo vệ cộng đồng, không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Tổ chức tốt các cuộc vận động giao đập vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo gắn với phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Người đứng đầu các cấp phải chịu trách nhiệm trước hết về tình hình an ninh trật tự và công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại địa phương xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị địa phương khi để xảy ra các vụ việc phức tạp gây hậu quả nghiêm trọng. đáng chú ý là công an tỉnh có trách nhiệm triển khai đồng bộ các biện pháp công tác phòng ngừa đấu tranh quyết liệt với các nhóm tội đối tượng sử dụng vũ khí vật liệu nổ, chủ động tham mưu triển khai các phương án thu hồi vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ tàn trữ trái phép ngoài xã hội, thường xuyên dẫn động toàn dân giao nộp vũ khí gia đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, nhất là trong dịp lễ Tết, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, chủ động ra soát đề xuất thanh tra kiểm tra việc quản lý sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ pháo trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ tổ quốc, duy trì nhân rộng mô hình câu lạc bộ phòng chống tội phạm, tổ chức vận động nhân dân cam kết không sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tự giác giao nộp và tích cực tham gia phát hiện tố giác, phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Các ngành quyền thị xã thành phố nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, trong đó tập trung các khu dân cư khóm ấp, điểm chợ, bến xe, bãi tập kết hàng quá, nhằm kiểm soát chặt chẽ không để xảy ra tình trạng sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàn trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong phạm vi thẩm quyền quản lý. quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình với tiết mục hợp thư truyền hình. Khán giả đầu tiên chúng tôi trao đổi là ông Nguyễn Văn Thanh ở xã Tân Phong, thị xã Gia Rai. Khi con trai lấy vợ, tôi cho hai đứa cất nhà 80m2 trên thửa đất 1.000m2 cho tôi đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng. Hiện vợ chồng chúng sắp đi hôn, con dâu cũng thường có lời lẽ xúc phạm nên tôi không muốn cô ấy ở trên thửa đất này nữa. Tôi muốn đòi lại đất nhưng lại dướng căn nhà vợ chồng con trai đã bỏ tiền xây thì phải làm sao? Ông Thanh thân mến, theo Điều 95 và Điều 167 luật đất đai và Điều 502 Bộ luật dân sự quy định, thì việc tặng cho quyền sử dụng đất phải lập thành văn bản được công chứng chứng thực, sau đó phải đăng ký với cơ quan quản lý đất đai. Ở đây, ông chỉ mới cho vợ chồng người con xây nhà trên đất, chưa thực hiện các thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Do vậy, đất vẫn thuộc quyền sử dụng hợp pháp của ông. Do đó, ông có thể chọn một trong các cách sau đây để lấy lại đất. Thỏa thuận với vợ chồng người con rằng ông sẽ trả lại tiền bằng với giá trị căn nhà trên đất. Theo quy định của Bộ luật dân sự, Bộ luật tối tụng dân sự, thì ông có thể khởi kiện đến tòa án cấp huyện nơi có bất động sản để đòi lại đất thuộc quyền sử dụng của mình. Như đã phân tích ở trên, nếu vợ chồng người con mâu thuẫn trầm trọng dẫn đến ly hôn, con dâu ông chỉ có thể yêu cầu phân chia căn nhà là tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân, mà không thể yêu cầu chia tài sản là quyền sử dụng đất của ông. Theo Luật hôn nhân gia đình năm 2014 và Thông tư liên tịch 01 trên 2016 giữa Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Bộ Tư pháp quy định thì tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị. Bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch. Theo đó, nhà do vợ chồng người con bỏ tiền ra xây có thể được chia theo cách, nếu người chồng nhận nhà thì phải thanh toán cho người vợ phần chênh lệch. Vì vậy ông có thể đặt vấn đề với con trai khi khởi kiện ly hôn, chia tài sản chung thì yêu cầu được nhận căn nhà và trả lại tiền cho vợ. Tiếp theo chúng tôi trả lời thư của bạn Trần Mỹ Hồng ở xã Long Điền, huyện Đông Hải. Thư bạn hỏi. Tôi làm việc tại công ty cũ được 40 tháng nhưng chưa hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Sau đó tôi chuyển làm việc ở công ty mới được 4 tháng thì nghỉ việc. Tôi vẫn tham gia bảo hiểm, không bị ngắt quản. Vậy tôi có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không? Bạn Hồng thân mến, yêu cầu của bạn chúng tôi xin trao đổi như sau. Theo luật việc làm quy định, thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp để xét hưởng bảo hiểm thất nghiệp là tổng các khoảng thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp liên tục hoặc không liên tục được cộng dồn từ khi bắt đầu đóng bảo hiểm thất nghiệp cho đến khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật mà chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối chiếu với quy định nêu trên và theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng bảo hiểm thất nghiệp được 44 tháng. Tuy nhiên bạn không cung cấp cụ thể về diễn biến quá trình đã đóng bảo hiểm thất nghiệp của bạn nên theo quy định tại điều 49 luật việc làm, trường hợp của bạn sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây. Chấm dứt hợp đồng lao động đúng quy định của pháp luật trừ trường hợp hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, nếu làm việc theo hợp đồng lao động có từ 12 tháng trở lên, hoặc trong thời gian 36 tháng nếu làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời gian từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng đã nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng. Trên đây là các quy định của pháp luật về hưởng bảo hiểm thất nghiệp để bạn đối chiếu cụ thể lại với trường hợp của mình. Chương trình xin tiếp tục phần trao đổi theo thư yêu cầu của chị Phan Thị Hà ở phường 5 thành phố Bạc Liêu, thư chị trình bày. Chồng tôi đã qua đời, Tôi kêu bán căn nhà lấy tiền để làm ăn thì bị nhà chồng ngăn cản, mẹ chồng tôi đề nghị phải chia số tiền thừa kế nhà 200 triệu đồng cho bà. Vì sao nhà của vợ chồng tôi mà phải chia thừa kế cho bà ấy? Chị Hà thân mến, do chồng của chị mất không để lại di chúc nên di sản thừa kế của anh ấy sẽ được chia thừa kế theo pháp luật và theo hàng thừa kế. Điều 651 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định về người thừa kế theo pháp luật theo thứ tự sau đây. Hàng thừa kế thứ nhất gồm vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Căn nhà là tài sản chung của vợ chồng về nguyên tắc chia đôi, chỉ được phân nửa căn nhà, phân nửa căn nhà còn lại thuộc về chồng chị. Do anh ấy đã mất nên phần này sẽ được chia thừa kế theo quy định pháp luật nêu trên. Những người thừa kế thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chồng chị hưởng phân nửa căn nhà, gồm có chị, đứa con gái và mẹ chồng của chị nếu không còn ai khác. Ba người này mỗi người được hưởng một suất thừa kế ngang bằng nhau. Như vậy, việc mẹ chồng chị yêu cầu chia thừa kế phần di sản phân nửa căn nhà của chồng chị là đúng pháp luật. Việc phân chia tài sản ra sao do các bên thỏa thuận, nếu thỏa thuận không được thì yêu cầu tòa án phân chia. Chúng tôi cũng vừa nhận được thư của chị Trần Thu Hồng ở xã Hưng Thành, huyện Vĩnh Lợi. Thư chị hỏi. Gia đình tôi có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 2 triệu đồng một tháng thì có được xác định là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo hay không? Chị Hồng Tân mến, Nghị định số 07 trên 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025, quy định về chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 như sau. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025. Chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên. Chuẩn hộ cận nghèo khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1 triệu 500 ngàn đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 2 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 3 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản. Chuẩn hộ có mức sống trung bình Khu vực nông thôn là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng từ 1 triệu 500 ngàn đồng đến 2 triệu 250 ngàn đồng. Khu vực thành thị là hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người trên tháng trên 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Chuẩn hộ nghèo, chuẩn hộ cận nghèo, chuẩn hộ có mức sống trung bình quy định tại khoảng 2 điều này là căn cứ để đo lường và giám sát mức độ thiếu hụt về thu nhập và dịch vụ xã hội cơ bản của người dân là cơ sở xác định đối tượng để thực hiện các chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội và hoạch định các chính sách kinh tế xã hội khác giai đoạn 2022-2025. Như vậy, việc xác định hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình sẽ dựa theo các quy định đã trích dẫn ở trên. Căn cứ vào đây chỉ biết gia đình mình có được xác định là hộ nghèo hay không. <laughs> Liên quan đến chứng thực, bạn Trần Thế Trung ở phường 5 thành phố Bạc Liêu thư bạn trình bày. Vừa qua tôi có việc phải đi chứng thực bằng cử nhân, tuy nhiên do bằng cử nhân của tôi bị lem mực ở một góc làm nhòe mất một số chữ cán bộ quỹ ban dân dân phường đã từ chối chứng thực bản chính bằng cử nhân của tôi vì lý do này. Cho tôi hỏi lý do không chứng thực được vì cán bộ phường đưa ra có đúng không? Pháp luật quy định về việc này như thế nào? Xin chào bạn chung, yêu cầu của bạn chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 22 Nghị định 23 trên 2015 quy định về các loại giấy tờ, văn bản sau đây không được dùng làm cơ sở để chứng thực bản sau. Bản chính bị hư hỏng, cũ nát, không xác định được nội dung, Bản chính bị tẩy xóa, sửa chữa, thêm bớt nội dung không hợp lệ, bản chính đóng dấu mật của cơ quan tổ chức có thẩm quyền hoặc không đóng dấu mật nhưng ghi rõ không được sao chụp. Bản chính có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội, tuyên truyền kích động chiến tranh, chống chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xuyên tạc lịch sử của dân tộc Việt Nam, xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín của cá nhân, tổ chức, vi phạm quyền công dân. Giấy tờ văn bản do cá nhân tự lập nhưng không có xác nhận và đóng dấu của cơ quan tổ chức có thẩm quyền. Bản chính do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp công chứng hoặc chứng nhận chưa được hợp pháp quá lãnh sự. Như vậy, trường hợp của bạn rơi vào nguyên nhân đầu tiên và đã nêu ở trên, do đó bản chính sẽ không có giá trị trong việc chứng thực cho bản sau. Cán bộ phường từ chối chứng thực trong trường hợp này là đúng quy định của pháp luật. Bạn Bùi Thanh Thảo ở phường Nhà Mát, thành phố Bạc Liêu, thư bạn trình bày. Vợ chồng tôi có tài sản chung là một căn nhà và khu đất trong dự án mua theo dạng hợp đồng gấp vốn. Chồng tôi đã có làm di chúc chiếc tay chưa có công chứng khi ông qua đời, tài sản sẽ cho tôi và hai con thừa kế. Vậy tôi và các con có được hưởng di sản theo di chúc trên hay không? Hay chúng tôi phải chia cho cả đứa con riêng của chồng? Bạn Thảo thân mến, yêu cầu của bạn được luật sư Lê Hải Lâm, văn phòng luật sư Hải Lâm trả lời như sau. À, theo ý kiến của bạn Bùi Thị Thanh Thảo, thì tôi xin trả lời như sau. Nếu di chúc do chồng bạn lập là di chúc hợp pháp thì những người có tên trong di chúc mới có quyền hưởng di sản theo sự phân định của di chúc. Đứa con riêng của chồng không được hưởng trừ trường hợp mà quy định tại luật quy định tại điều 644 đó là đứa con riêng chưa thành niên hoặc là đã thành niên nhưng không có khả năng lao động thì được hưởng một suất bằng 2/3 suất mà theo chia theo thừa kế theo pháp luật. Như vậy mấu chốt của vấn đề ở đây là di chúc của chồng bạn lập có phải là di chúc hợp pháp hay không Và theo điều 630 của bộ luật dân sự năm 2015 quy định di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện Người lập di chúc minh mẫn sáng suốt trong khi lập di chúc không bị lừa dối, đe dọa, cưỡng ép Nội dung di chúc không trái điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái pháp luật Thư bạn hỏi thì có nhiều điểm chưa rõ như này tài sản căn nhà khu đất đó có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà hay chưa chồng bạn lập di chúc định đoạt toàn bộ tài sản đó hay là chỉ một phần trong khối tài sản chung này rồi người di chúc thì không có công chứng chứng thực nhưng mà có người làm chứng hay không đứa con riêng của chồng đã thành niên hay chưa thành niên có khả năng lao động hay không vân vân và còn nhiều điều kiện khác nữa căn cứ và quy định nói trên thì uh, di chúc của chồng bạn lập là chưa đủ căn cứ để xác định đó là di chúc hợp pháp và nếu là di chúc không hợp pháp á, thì tài sản đó sẽ được giải quyết chia theo pháp luật những người cùng hàng thừa kế thứ nhất được hưởng gồm nè vợ chồng cha đẻ mẹ đẻ cha nuôi mẹ nuôi con đẻ con nuôi của người chết như vậy thì uh, trường hợp chia theo di chúc thì uh, chị và con gì và con riêng của chồng được hưởng tài sản này. Quý vị và các bạn thân mến, phát biểu trả lời của luật sư Lê Hải Lâm vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.